Uh, xin chào mọi người đã trở lại uh, với channel của mình uh, hôm nay mình có một cái tin rất là nóng hỏi uh, muốn chia sẻ với tất cả mọi người uh, đó là cái uh, packet uh, cái tiền mà stimulus uh, lần thứ hai uh, sẽ được uh, sẽ được đưa ra uh, thì mọi người đã biết rằng là gần đây là trên À, đài truyền hình có rất là nhiều thông tin à, nói về cái à, cái tiền mà stimulus này thì à, hôm nay à, là ngày 1 tây tháng 1 năm 2021 thì mình à, đọc được và biết là à, sở thuế internal revenue service à, và treasury department họ sẽ bắt đầu À, đưa cái um, cái check họ sẽ gửi cái check uh, second round uh, lần thứ hai uh, cho tất cả mọi người dựa theo cái um, cái uh, corona virus response and relief supplemental uh, appropriation act uh, cho năm 2021 thì um, cả rất là nhiều người à, Mỹ à, hay là công dân Mỹ à, hay là người thường trú dân à, sẽ nhận được cái số tiền này à, trong năm nay. Thì ai ai sẽ là cái người mà được à, eligible cho cái 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 tiền lần thứ hai này thì những ai là công dân Mỹ giống như nãy mình nói đó những ai là công dân Mỹ những ai là cư trú cư trú à, dân à, dân cư trú mà hợp pháp ở Mỹ à, có thể xanh đàng hoàng thì à, và những người đó không có à, không có phụ thuộc vào những người khác thí à, dụ như trong cái thuế mà khai thế đó thì nếu mà người khác khai hay là uh, nói rằng là mình là uh, họ phải lo lắng cho mình Họ phải uh, uh, take care cho mình họ Mình phải depend vào trong họ Thì những người đó sẽ không được uh, eligible Không được nhận cái số tiền này Còn bất kể uh, bất cứ những ai uh, Mà là cư, cư trú dân, thường trú dân uh, Hợp pháp của Mỹ đều nhận được hết à, thì uh, đó là cái câu hỏi mà ai sẽ là người uh, eligible ai sẽ đủ điều kiện để nhận cho cái chương cái số tiền này và một câu hỏi nữa rằng là, là quý vị sẽ nhận được bao nhiêu uh, quý vị sẽ nhận được bao nhiêu tiền thì những ai mà eligible đủ điều kiện uh, thì sẽ tự động nhận cái số tiền này uh, cho tới từ 600 đồng đồng uh, cho mỗi một người nếu mà mình khai thế à, một mình thì mình sẽ nhận được 600 đồng. Còn nếu mà những cặp vợ chồng à, khai thế chung với nhau thì họ sẽ nhận được là 1.200 đồng. À, và nếu mà mình có con à, đủ điều kiện à, thì mỗi em à, sẽ nhận ít nhất là 600 đồng. Ok? Thì à, cái đó là cái số tiền mà mọi người sẽ nhận trong cái tháng 1 này một câu hỏi nữa là à, làm sao mình biết được à, bên sở thuế họ sẽ gửi cái à, cái cái pay mình ra cho mình à, làm sao mình biết được thì thường thường á là mọi người à, nếu mà mình có khai thế đó thì tự động à, bên sở thuế họ đã có cái những cái hồ sơ của mình rồi thì họ sẽ à, dựa theo cái cái dự kiện đó mà họ gửi cái thông tin ra cho mình hoặc là à, mọi người có thể vào trong cái trang mạng của bên sở thuế gọi là ias gov à, thì ở trong trang mạng đó nó có một cái um, cái trang nó gọi là get my payment tour à, thì mọi người bấm vào trong đó để mà có thêm nhiều cái thông tin hoặc là mình sẽ dùng cái trang mạng đó để mà mình tìm À, và mình muốn coi thử cơ coi là à, làm sao, khi nào à, thì mình sẽ nhận được cái chắc này thì à, sau này mình sẽ gửi mình sẽ à, làm cái video nữa để mà hướng dẫn mọi người từng bước một làm sao để mà à, vào trong cái trang mạng của IRS, à, để mà à, tìm cái 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 cách để mà coi coi là khi nào mình sẽ nhận được cái thêm mình nhé thì mọi người có gì sẽ à, đón nhận cái à, À, cái chắc đó à, cái cái video đó của mình ha. À, một câu hỏi nữa là à, làm sao tụi IAS sở thấy họ biết điểm họ gửi cái chắc cho mình tới đâu? Nếu mà mình có thay đổi thì sao? Thì thường thường á là nếu mà mình khai thế à, hồi năm ngoái là năm 2019 á, 20 á thì sở giáo à, bên 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 sở thuế họ đã có những cái dự kiện đó rồi trong cái hệ thống của họ rồi thì họ sẽ tự động gửi cái à, cái cái cái, cái chắc ra cho mọi mình. À, nếu mà mọi người khi mà khai thuế mọi người chọn rằng là à, trả tiền trực tiếp thẳng vào trong nhà băng của mình thì bên sở thuế họ sẽ dựa theo cái thông tin đó mà họ sẽ gửi cái chắc trực tiếp vào trong cái nhà băng của mình. À, còn nếu mà khi mà mình khai thế mà mình nói rằng là không tôi muốn nhận cái tiền đó bằng à, bằng à, bằng bằng thư bằng bằng check ấy, thì à, hoặc là gửi cái tiền đó về nhà cho tôi hồi năm ngoái thì à, sở thế cũng sẽ dựa vào trong cái dữ liệu đó mà họ gửi à, cái check cho mình hoặc là họ sẽ gửi cái debit card à, cho mình gửi về nhà cho mình À, để mà mình Trong cái tiền này Thì nếu mà những ai à, Mà không có khai thế Hay là không có nhận cái số tiền này Cho bất cứ cái lý do gì Thì à, Thì mọi người cũng có thể à, Trong cái năm nay à, Bây giờ là tháng 1 Là cũng bắt đầu là cái à, Trong cái thời gian mà chuẩn bị điền khai thế Cho năm mới Thì à, mọi người có thể à, claim cái 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 payment này ở trong cái thác của mình à, để mà mình nhận về thì cái cái số cái 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 tên của cái chương trình này nó gọi là recovery rebate credit thì khi trong cái cái đơn mà 1040 à, à, 1040 đó à, thì mọi người sẽ thấy à, được cái à, cái tên đó và mọi người bấm vào trong đó để mà điền nhé thì hiện tại bây giờ là còn thí dụ như nếu mà những người nào uh, mà không có khai thế uh, thì sao? thí dụ như mình lãnh tiền uh, an sinh xã hội, uh, mình lãnh tiền già, <laughs> hoặc là mình là uh, mấy cái người restaurant đó, mình không có khai thế, cái đó họ không có đòi hỏi mình phải khai thế, uh, thì mình phải làm sao? thì những người đó không cần thiết phải làm gì hết. À, không cần thiết phải làm gì hết thì tự động à, bên sở thế họ sẽ à, họ đã liên lạc trước với những cái cơ quan bên an sinh xã hội à, cũng như là bên à, về hưu à, hay là bên à, cụ chiến binh để mà lấy những cái thông tin đó rồi và họ sẽ dựa theo những cái thông tin đó mà họ gửi cái chắc ra cho mình à, trong năm nay thành ra là mọi người không cần thiết phải à, làm gì hết, ha. Và một câu hỏi nữa đó là à, nếu như nếu như mà à, mình không có khai thế à, và không có đăng ký à, với tuổi sở thế à, để mà điền cái đơn đó thì mình có eligible cho cái cái số tiền này không, dân? mọi người sẽ đủ điều kiện để mà nhận cái số tiền này thành ra là mọi người không cần thiết phải làm bất cứ những cái gì hay là lo lắng ha cứ việc chờ thì họ sẽ gửi ra trong cái tuần đầu tiên này và một câu hỏi nữa đó là hỏi rằng là À, vậy bên sở thuế họ có gửi tất thư từ gì về cho nhà mình để mà thông báo cho mình biết rằng là à, mình nhận được cái số tiền này hay không thì à, câu trả lời là dạ mọi người sẽ nhận được một cái lá thư hay là một cái tờ à, thư thông báo à, để mà cho quý vị biết rằng là à, bao nhiêu tiền quý vị sẽ nhận được à, và mọi người nên nhớ là khi mà nhận được cái tờ giấy đó đó thì xin hãy à, giữ nha để làm cái hồ sơ cho mình à, để khi mà mình khai thế họ có hỏi á, thì mình vẫn có cái thông tin đó hoặc là khi mà mình cần để mà mình à, truy tìm cái số tiền của mình á, thì à, cái tờ giấy đó cũng sẽ là một cái tờ giấy để mà chứng nhận cho mọi người thành ra là mọi người à, nhận được cái thư đó và nhớ giữ để làm cái record của mình nhé thì uh, nói tóm lại đó là cái uh, sở thuế họ sẽ gửi cái uh, cái chắc ra cho mọi người uh, trong cái tuần đầu của tháng 1 này uh, một số sẽ tự động uh, chuyển thẳng tiền vào trong cái nhà băng của mọi người nếu mà họ có thông tin uh, nhà băng của mình uh, còn không uh, thì họ sẽ gửi cái uh, cái chắc về nhà uh, bằng check hoặc là bằng cái thẻ debit card À, cho mọi người trong cái số tiền này trong cái tuần đầu tiên của tháng 1. À, thì mọi người không cần thiết phải à, làm bất cứ những cái hành động gì à, hay là gọi họ để mà đòi hỏi cái à, cái vấn đề này. À, cứ à, chờ thì họ sẽ tự động à, contact mình và liên lạc với mình để mà à, thông báo cho mình biết ha. À hiện tại bây giờ thì um, bên sở thế họ sẽ gửi cho uh, mỗi một người là 600 đồng và nếu mình là uh, vợ chồng uh, thì sẽ là được 1 hai và mỗi một đứa con uh, thì mình sẽ được 600 đồng uh, thành ra là hiện tại bây giờ đó là cái số tiền mà mọi người sẽ nhận được uh, và nếu trong tương lai À, họ có thêm tiền thì họ sẽ à, gửi thêm chắc ra cho mình nhé nhưng mà hiện tại bây giờ thì à, theo bên sở thuế thì đó là cái số tiền mà à, mọi người sẽ nhận được à, cho cái à, cái package này à, và hy vọng rằng là những cái thông tin này à, hữu ích à, giúp ích cho mọi người À, trong cái thời gian covid à, một cái tin cũng rất là hay để mà giúp cho mình một số tiền nào đó thì à, nếu mà mọi người à, thích cái video của mình à, và cảm thấy rằng là cái video này nó à, giúp ích cho bạn bè của mình thì xin à, bấm nút like à, và chuyển tải đến à, bạn bè của mình nhé. Còn nếu mà mọi người chưa có bấm nút subscribe cái channel của mình á thì à, thì mọi người hãy à, bấm chữ subscribe ở bên góc bên tay phải màu đỏ đó à, để mà có thể nhận những cái thông tin kế tiếp khi mà mình ra cái video mới à, và những ai đã bấm cái subscribe rồi thì cảm ơn nhiều à, và hẹn gặp mọi người trong cái video tới của mình à, xin chào Happy New Year everyone